Nên vội hóa thế thì được rồi. Chào tất cả các bạn nhá. Nay bọn mình lại đi thi công mạng gia đình, đủ mạng cho một anh khách ở Long Biên, Hà Nội. Biết nhau qua kênh YouTube. Đi thẳng vào Long Biên Xuân Quan, đường tỉnh 378. Đấy, thì bây giờ mình đang đi theo bản đồ. Cũng sắp đến nhà anh ấy rồi. Đây là trên cái đê. Tiếp đường Đây tỉnh 378 thêm 1 km dưới nữa. là trên cái đê sông Hồng ấy. Bản đồ báo thì còn 27 2,7 cây nữa là đến nơi. 7 phút nữa. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ đi nốt. Lúc nào tới nơi thì mình sẽ thi công và mình sẽ quay cho anh em tham khảo anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiếp đây. A few moments later. Dẹp thì hình như là Ông ơi. không có ở đây, ở xe thôi. Lần đầu tiên. Này thì nóng quá, sẽ cắm được đúng không? Không, không cắm được đâu. Đường nằm nó đứt hẳn ra là xong đấy nhá. Rồi, để nó luôn ở chỗ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ. A few moments later. Con đi rây này, biết có chỗ treo không đây? Cũng có one boat. Chắc là cái vị trí dây kia của nó thì nó gần thì phải để nó ở đây. Không lấy hai cái à? Hai cái gì? Hai cái đóng ghen. Ừ, tưởng lấy một cái hóc ra. Không mà. Múc chỉ. Gì? Kịch ghen xuống để trồng khoan sát dưới gì? Ừ, thế được. Chỉ là một chút thôi.
thứ này. Đi xong ghen hết rồi. Nếu mà dùng hai cái con này để phát xa cơ thì nó lại đấy, nó lại đóng này nó sẽ bị yếu, nhưng mà nó ở trong phòng ngủ của em nên cũng không cần treo nó ra. A few moments later. Thank you.
A few moments later. Có cái adapter của con VNPT này anh thấy nó hay mất lắm. Cái này này, động tí nó mất nữa. Anh nay nay cái này phát nó lên đấy, nó nỏng cực kỳ. Lúc nào mà lấy thì okay. Bắt nó thay cái wire, cái adapter này mới này. Adapter này đều, nó là của con này này. Đấy, đấy. Động không được, con trắng này là của VNPT. Đúng rồi, nhưng mà anh thấy em dùng em anh đổi con xịn này sang cho con này. Vâng. Em dùng con này, còn con này nó cứ chập chạp chờ đuôi mất đèn. Vâng. Anh nay hai phát lại lên. Ok. Nó cứ bị ở cái đầu này. Vâng. Lúc nào mà nó ổn rồi thì em cắt một thằng đi. Vâng. Em dồn ra thằng này có cước khoảng tầm meta chẳng hạn. Vâng. Bởi vì thiết bị nó chỉ tối đa là 1000 mê thôi mà. Vâng vâng vâng. Không thể quá được 1000 mê nên dùng một con thôi. Vâng, em được. Cắt con VNPT đi. Đúng rồi. Anh sợ là mất mạng này còn có mạng kia. Ngày xưa em gọi bọn nó lâu đến quá nó mất việc. Cái này thì cái khóa này này, thỉnh thoảng có cái dòng này đôi lúc nó kẹt ý. Nên tốt nhất là không nên khóa. Có lúc khóa là nó kẹt nó không ra được, cáu cực mà lấy tô vít lấy cậy. Anh thế. Thu thiết các thứ. Đồ rồi, hết đồ rồi. Em cảm ơn nhá. Ừ, ok. Anh xem chi phí bao nhiêu. Ừ, xoát hết đồ đạc đi cho em đi. Không quên này. Đầy rác đấy nhá, đừng nghiêng, nghiêng là đổ. Mở mang xuống đi để trong mang xuống dần. Đi. Vứt ở đâu? Vợ cứ vứt ở đây tí mình đi bộ ra ngoài kia rồi mình vứt. Nào. Ừ, nhưng mà có sắp đồ lên nóng lông, người ta đi người ta tắt là người ta biết còi. Thì anh đẩy ra đoạn đây cho nó. Dọn cái bên trong ấy đi để cho sang bên đấy luôn. Rồi, nhà cứ vứt nó vào đây để trồng dịch gần. Để im đây nhá, để trồng sang bên kia nhá. Ấy thế mệt ra. Xem đóng được chưa? Chồng chưa được rửa tay. Chân bẩn quá.
về hay là ăn đi về? Gói chưa? Gói thì có bánh. Thôi bánh cũng được ạ. Vậy lên xe trước đi. Chìa khóa không đấy? Ừ, lên xe mang chìa lên đấy luôn đi. Ừ.